Đi gì? chung á. Làm mặt bự đi. Tụi nó hét trong tụi mày kia gì vậy? Hét dở quá hả? Không, ấy là tâm trạng quá. Cách việc và cách việc của bà nó tâm trạng. Đâu, giờ có bà vui rồi mày. Là gì? Bà Ngày cưới. ngày cưới hả? Sau này đám cưới mày tao hát bài đó. Mày nói giật giật tôi không nghe. Đập mẹ cái wifi cho rồi. Cái bạc này đặt mày. Gì nữa ba? Hôm nay kéo sạc BT chưa? Hôm nay kéo sạc BT chưa? Chứ sao không trả lời mà phải quay xuống nhìn mới trả lời vậy? Cạn lời. Tự nhiên á thì ta kéo rồi hay bình thường ta quay cái kênh nó kéo rồi luôn đi. Quay xuống nhìn. Hôm nay không bận quần thun nữa đi cho nó thoải mái đi. Bị đau rồi. Một mà áp